Rồi. Nó đau ngang cái chỗ mình. Đứng nó cũng đau, đó. Đau là như nó muốn gãy ngang ra như vậy. Muốn gãy ngang nó luôn. Dạ. Với mà cầm như mình găng đồ hay là xào gì sơ đũa mấy cái sơ không nổi, muốn làm như nó muốn liệt tay. Mà bị bao lâu rồi? Lâu dữ rồi đó thầy. Lâu dữ rồi. Mười mấy năm rồi. Rồi ngủ sáng tê tay, tê tay, tay. Bóp vô không được. Nó tê là tê hai tay tê hết trơn luôn. Rồi biết rồi, hiểu rồi. Dạ, rồi cái nó lên trên đầu, nó căng căng lên trên đầu. Rồi. Cái nó hay quên lắm hả? Rồi. Nói rồi cái nó quên. Nhưng mà mấy ngày nay có nhịn ăn hút không khí giùm đá đàng hoàng. Dạ có. Rồi đứng dậy đi. Nhà quê ở đâu? Dạ Bạc Liêu. Bạc Liêu đó, rồi dòng cái này qua đây. Rồi qua đây, ok, giỏi rồi, được xíu ba ngón tay rồi. Được rồi, cái này cũng nhiều rồi. Cho ép. Rồi, được rồi. Rồi đi đứng thì ok, không có gì. Dạ. Chứ là mà ngồi nó đau cái khu với ngồi xíu mà nó đau chứ lắm. Dạ. Mà bị, mà thường thường mà bị cái yếu vậy hả? Rồi cái bài gì mà đụng vậy đây nè. Xuống đại vậy đây. Mà tiền hả? Đó, thủ hết rồi. Rồi, bây giờ đi lại thử coi có khó khăn gì không? Nó mỏi, chỉ nó mỏi đây thôi. Nó mỏi đó. Đuối, như mình đi cái gì nó hơi dốc cao, nó ngang đuối. Nó đuối, đuối chừng, rồi, ngán. Rồi, ngán. Rồi, tới đây. À, rồi, bây giờ Di đứng quay qua đây. Rồi, cúi xuống. Cúi tới đó là hết rồi. Cô này có bị đốt sống cổ mà sống lưng luôn. Rồi. Làm như nó con đi hay thở một hơi thế này. Ôi, ngồi dậy. Ây da da. Nghe sao rồi? Thấy nó khỏe. Khỏe rồi hả? Dạ. Chứ đứng không, mình không có gì, đứng chút xíu nữa. Làm như nó muốn gãy ngang ra vậy đó. Ừ, đau rồi. Trên chỗ này nè. Nó lối, lối. Bây giờ bước lối chưa? Dạ, nó thấy nó khỏe, nó rãn. Rồi rãn rồi bây giờ. Bây giờ cái quan trọng này, bây giờ cúi xuống. Và nó cúi được tới đâu? Cúi. Hay. Phải cúi được từ sau phải không? Chị quay ngang người ra, chị quay lại người. Quay ngang là đó. Đó, rồi cúi đi. Cúi xuống. Đó, nghe mềm rồi hả? Ok. Rồi. Ngon lành. Rồi cái này. Dòng là sao? Không chịu dòng lên. Dòng lên. Nghe quá thế. Ok, được rồi. Bây giờ đi qua cái người có nhẹ nhàng chưa? Ôi trời ơi, mảnh không có liền. Phải chưa? Khỏe. Rồi. Nó gãn. Nó gãn hết rồi. Trời ơi. Đi này về đi thi qua hậu á. Cho chạy luôn. Chạy luôn. Ok, thôi cảm ơn. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh,
tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.